Em đến đây làm gì? Anh đã nói với em thế nào rồi? Em gọi điện, anh tắt máy. Thử hỏi em phải làm gì? Đây là công sở, không phải quán bar. Em nghiêm túc đi. Em vào đi. Có việc gì không anh? Phòng dự án nhờ em chuyển sang cho anh. Anh cảm ơn. À, quê anh này. Không có việc gì đâu. Em về làm việc tiếp đi. Vâng, chào anh. Em về đi. Hết giờ làm việc, anh sẽ gọi điện cho em. Em sẽ về nhà anh trước nhé. Hôm nay anh sẽ về rất muộn đấy. Là cô ta đúng không? Đó không phải là việc của em. Không phải ư? Hay là để em đi gặp cô ta, kể cho cô ta nghe, ngay sau khi anh đưa cô ta đi chơi về, anh đã qua đêm với em như thế nào? Cô im đi. Tôi cấm cô đến gần cô ấy. Anh đừng có thách. Cô ta đã chen vào quan hệ giữa em và anh. Anh muốn em phải chấp nhận chuyện đó sao? Sao cô bảo chỉ cần tôi yêu cô, cô không cần danh phận gì hết? Bây giờ em vẫn nói như thế, nhưng không có nghĩa là anh cùng một lúc cặp kè với cô ta. Trước đây anh luôn có nhiều cô vây quanh, em đều biết cả. Sao hôm nay lại nổi đoá lên thế? Em định làm ở Mỹ lên à? Được thôi. Nhưng anh nói trước, người chuốc lấy thiệt hại chỉ là em thôi. Với em hay với bất kỳ ai, anh vẫn giữ quan điểm như đã nói với em. Em hiểu chứ? Anh sẽ phải ân hận đấy. Đừng quên là em biết khá nhiều bí mật của anh. Nhìn cái gì? Alo, tôi đây. Sếp anh đã duyệt địa điểm đó chưa? Tôi vẫn đang chờ. Vừa gửi cho sếp mấy tấm ảnh căn nhà để các sếp xem. Chỉ sợ các anh chê căn nhà đó thôi, chứ tôi nghĩ giá cả là hợp lý rồi. Chỗ người quen người ta mới cho thuê như vậy. Khi nào có anh quyết thì nhớ báo cho tôi nhé. Có gì tôi sẽ báo sớm với anh. À, anh Thiện này. Còn chuyện hôm trước tôi nhờ anh, tôi muốn gặp anh để trao đổi thêm. À, chuyện đó tôi đã nói rồi. Tôi không có gì cho anh được đâu. Không hiểu anh ta biết những gì mà lại cứ hỏi mình về chuyện thủy điện nhỉ. Anh ạ. À, cuộc họp kết thúc rồi hả? Vâng. Tình hình thế nào? Tốt anh ạ. Chủ yếu là giải tỏa những thắc mắc và những điểm chưa rõ ràng. Phía tỉnh mình cũng cần hỏi thêm một số vấn đề, đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn để họ chuẩn bị hoàn tất. Hôm nay Trường Thành cũng hỏi nhiều về cái việc Đức Hòa đột ngột quay lại đăng ký tham dự. Họ quan tâm là đúng thôi. Vì thực chất, đây là cuộc đấu giữa Trường Thành và Đức Hòa, còn các doanh nghiệp khác không phải là đối thủ của họ. Dạ. Chị. Chị cố gắng điều trị nhé. Bệnh của chị cứ lạc quan là khỏi hết chị ạ. Bệnh nhược cơ khó lắm em ạ. Chị nghe nói có người ra nước ngoài chữa mà cũng không khỏi. Chị muốn xin ra viện, về nhà cho anh Thiện đỡ khổ, nhưng anh ấy không chịu. Hôm trước em nghe anh bảo có phác đồ điều trị mới khả quan lắm. Chị cứ kiên trì nhá. À, hôm nay em vừa mới đi lĩnh nốt tháng lương với cả mấy khoản phụ cấp khác cho chị đấy. Sếp Ngọ cũng nhắn là chị cứ yên tâm chữa bệnh, khi nào chị khỏi sếp sẽ lại bố trí công việc khác cho chị.
Cho chị gửi lời cảm ơn sếp. Vâng, chị cứ yên tâm đi. An đến đây à? May quá, anh cứ lo để chị một mình ở đây, không biết xoay sở thế nào. Để em cho chị ăn cho ạ. Ừ, em giúp anh. Nóng đấy. Chào cả nhà. Tôi có chút quà, tới thăm chị nhà. Cảm ơn anh, anh làm tôi ngại quá. Chào anh. Anh là... À, đây là một người quen của anh. Tôi nghe tin chị ốm nên tới thăm. Cảm ơn anh ạ. Đây là Nam, phóng viên báo Tinh Hoa. Còn đây là Minh An, đồng nghiệp của vợ tôi. Cô ấy làm việc ở báo tỉnh. Chào cô. Tôi cũng mới nghe chuyện của chị nhà. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tới thăm thôi. Tôi ở đây không quen biết ai nên cũng rảnh. Anh ra ngoài, chờ tôi một chút. Vâng. Chào chị. Dạ. Chị cầm hộ em nhé. Anh, anh lại dính dáng gì để báo chí đấy à? Em đã nói với anh rồi, giờ anh phải tập trung lo cho chị. Anh cứ ăn cơm nhà vóc tu và hàng tổng đến bao giờ ạ? Có phải anh muốn đâu, là cậu ta tìm anh. Anh đã trả lời rồi, nhưng mà cậu ta cứ đeo bám. Anh có thể dừng ngay cái việc nhân danh báo chí để cho người khác tới cùng được không? Vợ anh ấy thì đang ốm nặng. Mắt anh có nhìn thấy rõ tình cảnh của người ta không ạ? Anh Thiện đã có một thời gian dài vướng vào rắc rối. Cũng chính vì suýt mất việc mà anh ấy không có tiền đưa vợ đi chữa trị đấy. Tôi không hiểu vì sao cô lại nặng nề với tôi ngay từ lần đầu gặp. Nhưng có lẽ ở đây cô đang hiểu sự việc cách nặng nề quá mức rồi đấy. Nói thật nhá, tôi thấy sợ cái cách truy đến cùng người khác của báo lớn các anh đấy. Bất chấp hoàn cảnh, số phận và những hệ lụy mà người ta phải đối diện sau khi vướng vào báo chí, các anh chỉ cần được việc của mình, sau đấy thì quay lưng bỏ mặc người ta. Tôi... An. Anh nhờ em vào với chị một lát có được không? Ừ. Thôi nào, đi đi. Chị Mận cũng đang có chuyện muốn nói với em đấy. Vâng. Chúng ta có thể sang quán cà phê bên kia đường được không? Dạ, nước của các anh đây, mời các anh uống ạ. Em mời anh uống nước ạ. Dạ, em mời anh ạ. Cảm ơn em. Vâng, chào anh. Anh đừng để ý thái độ của Minh An. Cô ấy làm việc cùng cơ quan với vợ tôi. Vợ tôi không phải là phóng viên mà làm ở bộ phận gián tiếp. Nhưng tính tình cô ấy hiền lành nên được anh em trong cơ quan quý mến. Minh An cũng vì lo lắng cho vợ chồng tôi quá nên mới có thái độ gay gắt với anh như vậy. Không sao đâu. Một cô gái mới gặp lần đầu mà nói năng sấn sổ như tát nước vào mặt người khác cũng ấn tượng mà. Anh Thiện này, về chuyện thủy điện tôi nói với anh hôm trước. Thực ra chúng tôi có nhận được một lá thư nạc danh cho biết con trai của ông chủ tịch tỉnh cũng tham gia vào vụ việc đưa nhận hối lộ liên quan đến giám đốc Sở Công Thương Nam Giang. Những tin như thế đầy rẫy. Nhưng quả thật tôi không thể giúp anh chuyện đó được. Tôi được biết anh đã từng đấu tranh với những tiêu cực của tỉnh, nhất là về vấn đề thủy điện. Đây chính là lý do tôi muốn nhờ anh giúp. Anh Thiện này, tôi hy vọng anh là người khẳng khái, dám đứng lên chống lại với những tiêu cực. Tôi có hẹn rồi. Việc anh nói tôi sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng mong anh hiểu cho rằng bây giờ vợ tôi đang bệnh rất nặng. Tôi muốn toàn tâm chăm sóc cô ấy. Tôi không muốn có chuyện gì rắc rối xảy ra. Tôi hiểu.
Chú em đừng có hiểu lầm. Anh cũng không quen cho không ai cái gì đâu. Nếu chú em cần thì anh sẽ có cớ. Chú cứ đọc ý tưởng của anh rồi tham gia góp ý. Trước hết, cứ tạm coi như anh mua chất xám của chú. Tôi gửi cho anh vài hình ảnh nhìn cho rõ nhé. Nước hơi nguội, anh uống tạm. Tôi đã xem mấy thứ rác rưởi mà anh gửi. Giờ anh nói đi, tiền tôi không thể có được cho anh 2 tỷ. Anh định làm gì? Anh tố giác tôi à? Cậu không phạm pháp, có gì mà phải sợ đến thế? Cậu có dám khẳng định với tôi là cậu vô can trong vụ đó không? Tôi không biết gì về chuyện đưa tiền. Tôi chỉ vô tình có mặt ở quán đó thôi. Vậy vì sao cậu phải né tránh xóa dấu vết? Tôi rơi vào cảnh tình ngay Lý Gian. Tôi không muốn có thêm những rắc rối không cần thiết nữa. Cậu không muốn rắc rối, nhưng cách hành xử của cậu khiến chuyện này rắc rối hơn cậu tưởng. Tôi cá là công an đang tìm người đi cùng ông Trường. Tôi chỉ có thế này thôi. Tất cả những gì anh biết. Chỗ này chỉ bằng một phần số tôi cần thôi. Anh đừng quá quắt như thế. Tôi và anh từng học cùng một trường. Thằng học lớp trên, thằng học lớp dưới. Rồi về làm cùng một sở. Anh có nhất thiết phải diệt tôi thế này không? Tôi nói rồi, tôi có thể đổi thứ khác. Vậy anh nói luôn đi. Tóm lại thứ anh cần là gì? Cứ cho là cậu vô tội. Vậy vụ đưa hối lộ phải có dụng ý của một kẻ nào đó. Vì nếu là phi vụ riêng, ông Trường không dạ gì lôi cậu đi cùng. Hẳn cậu biết những chuyện đằng sau đó. Anh hỏi như thế là có ý gì? Đó là thứ tôi muốn đổi. Tôi vừa đọc báo, thấy tập đoàn Đức Hòa và Trường Thành đang đứng đầu trong số các ứng viên đấu thầu thủy điện Sa Khê. Có Sa Khê là có những thứ đằng sau nó. Cậu giỏi chuyên môn, nhưng cậu không giỏi những thứ râu ria xung quanh việc làm thủy điện đâu. Người như cậu đủ tiêu chí cho bọn họ chọn cậu làm con tin. Anh thôi đi. Anh không là gì, không được phép xúc phạm tôi như thế. Tôi không có ý đó. Ai mà lại cả gan dám xúc phạm con của một quan lớn cơ chứ? Tôi đã suýt bị đuổi việc một lần. Có khi một lời của cậu là tôi bị đuổi hẳn đấy. Tôi nhắc lại, tôi muốn biết cái giá cậu đang phải trả cho vụ sơ sảnh đi cùng ông Trường.
không muốn lằng nhằng nữa. Tôi sẽ kiếm thêm tiền cho anh. Nếu anh có ý định bán đứng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh Thiện, anh nghĩ gì thế hả? Không có gì em ạ. Em mua trà cho chị Mận, tiện thể mua cho anh luôn. Đếm lấy cho anh cái bát nhá. Ấy thôi, không cần đâu. Anh đàn ông đàn an, ăn uống lúc nào mà chả được. Anh không được chủ quan, anh phải có sức thì mới chăm được cho chị chứ. Thôi, để anh ăn sau. Thế tình hình chị Mận thế nào rồi? Hôm nay chị ngồi dậy được rồi anh ạ. Thế à? Mà chị còn ăn hết cả một suất cháo cơ. Thật không? Thật mà. Anh vẫn chưa nói với chị chuyện cái nhà phải không ạ? Đằng nào thì chị cũng ở viện còn lâu. Anh định sửa tạm chỗ này để ở, thuận tiện cho công việc luôn. Em lo cho anh chị lắm. Em đọc trên mạng, người ta bảo là bệnh của chị là mình cứ xác định phải sống chung cả đời anh ạ. Nếu thế thì cũng phải chấp nhận chứ sao. Anh, em vừa nhìn thấy có người đi ra khỏi đây. Có việc gì mà người ấy phải tới tận đây tìm anh thế à? Anh ta đến mượn anh tài liệu từ hồi anh còn tham gia xét các dự án thủy điện. Hai người làm cùng sở, nếu mượn tài liệu tại sao lại phải tới tận đây nhỉ? Anh đang giấu em chuyện gì phải không? Này, xem ra em vẫn nặng lòng với cậu ta nhỉ? Chuyện quá lâu rồi mà anh. Nghĩ lại em thấy mình ngớ ngẩn thật đấy. Em là ai mà lại dám dính vào con nhà quan? Con nhà quan thì cũng có nhiều loại, nhưng có một điểm chung là dễ bị cuốn vào cái xấu. Tôi mệt, tôi không muốn nói chuyện bây giờ. Ông không nghe máy, rồi tránh tôi là ý gì? Chả có ý gì cả, chỉ là tôi mệt thôi. Chúng ta đã chung một con thuyền. Tôi không muốn ông bị căng thẳng, nhưng sợ ông sao nhãng nên nhắc nhở ông. Chuyện Hòa Vâu quay trở lại Nam Giang khiến tôi rất lo lắng. Nhất là khi ông Chính kiên quyết loại ông Trường ra khỏi hội đồng xét duyệt. Vì thế trách nhiệm của ông rất nặng nề. Tôi biết ông chưa nói gì với ông già về những nguy cơ mà ông phải đối mặt. Bây giờ là lúc rồi đấy. Tôi cần một sự đảm bảo chắc chắn trước ngày xét duyệt. Khi nào hả anh? Ông Năm đi với Hòa Vông. Vâng, em biết rồi. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nhưng chúng không có con bài là thằng Khắc Đức. Anh yên tâm. Xin chào. Chào ông. Chào ông. Xin mời các ông, chủ tịch đang chờ. Thời gian trôi nhanh thật. Từ khi gặp anh ở bên Pháp, tôi không có dịp gặp lại. Đôi khi chỉ nghe thấy chuyện của anh từ xa. Tôi cứ ngỡ là anh không còn nhớ. Nam Giang, một trong những tỉnh có mức tăng trưởng nhanh trong những năm qua. Sao tôi quên được chứ? Thế nên, khi ông Hòa muốn đầu tư vào Nam Giang, tôi ủng hộ ngay. Được hay anh ủng hộ như thế này. Tập đoàn Đức Hòa chỉ có việc cố gắng mà tiến lên thôi ạ. Cảm ơn ông đã thu xếp giúp. Là công việc của tôi mà.
sắp tới ông định thế nào? Cũng như ông thôi. Mỗi chúng ta đều đang phải đảm nhiệm sứ mạng của mình cho đến khi nào có sự thay đổi. Tôi nghe nói ông Năm chưa bao giờ ra mặt ủng hộ tập đoàn Đức Hòa theo cách của ngày hôm nay. Theo ông chuyện đó là tốt hay xấu? Tôi hiểu ý ông, nhưng việc nhân sự không phải cái có thể chắc chắn, đến phút 89 vẫn có thể thay đổi. Đây là thời điểm nhạy cảm nhất của ông Chính. Có lẽ cũng vì thế mà ông cân nhắc nhiều hơn khi chọn nhà đầu tư cho thủy điện Sa Khê. Chuyện hợp tác giữa anh Hòa với tỉnh tôi không tham dự. Còn vấn đề nhân sự, nếu như tôi có thể làm gì đó để tác động thêm, tôi hứa sẽ giúp anh hết sức. Cảm ơn anh nhiều. Thời gian qua, tập đoàn của anh Hòa cũng đã thể hiện thiện chí với Nam Giang trong nhiều lĩnh vực. Tôi hy vọng sẽ còn tiếp tục được hợp tác. Đợt tới, anh Hòa có đi châu Âu để khảo sát thực tế. Nếu anh có hứng, để tôi nói với anh Hòa thu xếp, anh nên đi châu Âu một chuyến. Biết đâu tôi và anh lại có dịp tái ngộ ở Pháp. Vâng, nhưng tôi không dám hứa trước. Việc này để tôi suy nghĩ thêm đã. Anh cứ yên tâm đi. Về các thủ tục mời đoàn đi, chúng tôi sẽ làm đúng theo quy trình quản lý cán bộ. Việc này chúng tôi đã có kinh nghiệm. Rất mong anh thu xếp để đi ạ. Còn hôm nay, xin phép chủ tịch cho chúng tôi thực hiện luôn những cam kết hỗ trợ của tập đoàn. Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này rồi. Chồng anh có vẻ lo lắng, có việc gì không ạ? Em vừa thấy Chiến ở đây ra. Cũng không có gì đặc biệt đâu. Bên công an có vẻ chưa kết thúc việc của ông Trường. Việc tôi quyết định không để giám đốc Sở Công Thương tham gia vào hội đồng xét duyệt cũng là việc nên làm. Em có điều này muốn hỏi thật anh. Anh đang nghiêng về phía Đức Hòa phải không ạ? Việc này còn có ý kiến của cả hội đồng nữa chứ. Hồ sơ dự án họ đều đã gửi cho ta từ trước. Chọn ai em nghĩ đều đã ngã ngũ rồi. Hơn nữa, Đức Hòa có nhiều động thái tích cực, cũng là điểm cộng cho việc chọn lựa. Cậu cứ cho tiến hành đúng quy trình đi. Việc này để tôi nghĩ thêm. Dạ. Anh ạ, cuộc nói chuyện mới nhất của bọn họ đây ạ. Cô cắm vào đây cho tôi. Dạ. Anh có cần gì thêm không ạ? Em xin phép ạ. Alo, tôi Bình đây. Tôi điện thoại để báo cho ông. Không biết với ông là tin vui hay tin buồn. Ông Khắc Chính đang nghiêng hẳn về phía tập đoàn Đức Hòa rồi. 99%. Ok, cảm ơn ông. Mà ông nói gì lạ thế? Dĩ nhiên là tôi phải mừng chứ. Nhưng còn 1% rủi ro, tỷ lệ này cũng đáng để suy nghĩ đấy. Dù gì tôi vẫn phải trông cậy vào ông. Vào đi. Anh ạ, phần thắng trong tay chúng ta rồi. Tay Bình vừa mới gọi điện thoại cho em. Có lẽ chiều tối nay em nên đi trước. Để có vấn đề gì phát sinh, em xử lý luôn. Bước đầu thế là tốt, nhưng cũng không nên chủ quan. Dạ em hiểu.
Quê anh hả con? Con chào bác ạ. Ừ. Thằng Đức nhà bác nó đã về đâu? Cả bố nó cũng thế. Bác đang sốt ruột quá. Thôi, con vào nhà đi. Dạ. Có chuyện gì mà bác lo lắng thế ạ? Công việc của thằng Đức có một chút trục trặc. Bác muốn gặp nó để hỏi xem như thế nào. Mà điện thoại cho nó cũng không được. À, hay con lấy số của con thử gọi cho nó xem. Có khi số của con nó lại nghe đấy. Dạ, con đến để chào hai bác. Con sắp về Hà Nội. Thế à? Thế con định bao giờ quay trở lại? Chắc con xin việc ở trên đó luôn. Bác ạ, chuyện của chúng con, có lẽ con không thích hợp với anh ấy. Thế nó lại làm cái gì cho con buồn à? Cái thằng, hết chuyện nọ đến chuyện kia, chẳng bao giờ nó để bác được yên cả. Alo, Đức hả con? Thế công việc sao rồi? Mẹ sốt ruột quá. Thế công an họ có bắt con không? Này, Khuê Anh nó đang ở đây đấy. Xong việc con về ngay nhá. Ừ, thế nhá. Anh Đức có chuyện gì hả bác? Không có chuyện gì đâu con. Con thấy bác nói là anh ấy bị bắt. Vậy là như thế nào ạ? Con có ông anh họ làm công an ở trên Hà Nội. Nếu anh Đức gặp bất cứ rắc rối gì, con sẽ nhờ anh ấy giúp. Thế thì tốt quá con ạ. Chuyện của thằng Đức ấy thì cũng không có gì nghiêm trọng. Người ta muốn lợi dụng nó, tỉnh ngay lý gian. Có thanh minh được ấy thì được vạ má cũng xưng con ạ. Thôi, đến giờ con phải đi rồi. Tình hình thế nào, bác cứ gọi điện thoại cho con. Nếu bác lên Hà Nội, con sẽ đón bác. Ừ. Mà này, con đừng chấp nhận thằng Đức nhà bác nhá. Nó còn trẻ, tính lại thích rông dài. Mà bác thấy nó cũng quý mến con lắm. Còn bác mà được lựa chọn dâu con cho mình ấy, thì chắc chắn bác chỉ thích người như con thôi. Con cảm ơn bác, nhưng chuyện đó còn do anh ấy nữa. Tuy vậy, làm được gì tốt cho anh ấy, con sẽ cố gắng. Con xin lỗi vì đã làm liên lụy đến bố. Bố lo cho con, đồng thời cũng cảm thấy thật bất an, vì bố đang cân nhắc lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở những tiêu chí mà mình đề ra. Một sự đảm bảo bằng thực lực và uy tín. Nhưng ở đây lại là cuộc đấu của những âm mưu. Công bằng mà nói, Trường Thành cũng là nhà đầu tư có thực lực. Họ đã từng đầu tư vào thủy điện Chữ Ninh. Còn nói cứ như là nhà phát ngôn của Trường Thành ấy. Bố đã tìm hiểu rất kỹ và ghi ra một số vấn đề bố chưa rõ và còn băn khoăn. Con xem kỹ đi và có ý kiến một cách hết sức trung thực, khách quan. Cho dù bị thúc ép vì một lý do nào đó, bố cũng muốn biết là mình ký cho cái gì. Bố đã giao cho con và chú Vũ rà soát lại. Con cũng đã trao đổi trực tiếp với chú Vũ về ý kiến của con. Có một số bất cập, con đã trao đổi trực tiếp với bên Trường Thành và đề nghị họ điều chỉnh lại rồi ạ. Đây là đề nghị giữa hai bố con ta. Vì vậy, bố rất muốn con nhận xét một cách hết sức trung thực. Vậy là có thể bố sẽ không chọn Trường Thành. Kể cả khi con gặp phải nguy hiểm ạ. Bố chưa thể trả lời con ngay bây giờ. Ở vị trí của bố có quá nhiều áp lực. Nếu vội vàng thỏa hiệp
chữ ký của bố có thể tạo nên thảm họa. Anh lo cho uy tín của anh, còn con gặp nguy hiểm thế nào anh cũng mặc kệ nó à? Em không nên kết luận điều gì trong lúc tức giận. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải hết sức bình tĩnh thì mới giúp con được. Cả tháng nay thằng bé bị đe dọa, sống trong sợ hãi, thế mà nó có hé răng nói với bố mẹ một tiếng nào đâu. Tay Hưng hôm nay gặp em, trắng trợn đem con mình ra để trao đổi đấy. Tình hình đến như thế này mà anh vẫn còn tính, thế anh định để nó ngồi tù à? Sao? Tay Hưng gặp em à? Thế này thì quá lắm rồi. Quyền trong tay anh chẳng phải một dự án, mà đến cả chục dự án về thủy điện anh cũng đều ký duyệt được hết. Lãnh đạo tỉnh có thể chỉ định thầu để chọn đầu tư, đâu cần cứ phải có hội đồng xét duyệt. Tại sao anh cứ làm rắc rối mọi chuyện lên thế? Mình đừng làm rối lên nữa, cứ từ từ để tôi tính. Đợi đến lúc nào tính? Hay là anh nghĩ nó không phải con của anh? Đáng yêu quá nhỉ. Mình còn đáng yêu quá. Chúng ta sẽ nuôi dạy con thật tốt nhé. Em cảm ơn mình. Vậy là có thể bố sẽ không chọn trưởng thành, kể cả khi con gặp phải nguy hiểm ạ. Cậu bị điên rồi. Cậu có biết rằng đây là sinh mạng và tài sản của dân? Quyền trong tay anh chẳng phải một dự án, mà cả chục dự án về thủy điện anh đều ký duyệt được hết. Tại sao anh cứ làm rắc rối mọi chuyện lên thế? Khắc Chính, buông tôi ra. Bình tĩnh lại đi. Cô ấy đâu rồi? Có biết chỗ ấy nguy hiểm lắm không? À, nói mau đi. Cô ấy không chết. Cậu nhầm lẫn phải không? Khắc Chính, cô ấy đi thật rồi.
Anh là Nguyễn Khắc Đức, trưởng phòng dự án Sở Công Thương. Vâng, tôi đây. Mời anh đến công an tỉnh, chúng tôi cần anh hợp tác để điều tra. Tôi muốn được biết lý do mình được triệu tập và tôi phải trả lời về việc gì. Anh cứ đến đó rồi sẽ biết. Anh Đức ơi, vào sơn cho anh bộ móng nào. Này cô, cô là ai mà ăn mặc như thế này? Rồi nằm trên giường của con trai tôi như thế. Cháu chào bác ạ. Cháu là bạn gái của anh Đức ạ. Không có loại bạn gái như cô. Chỉ nhìn cách sinh hoạt buông thả lả lơi của cô là tôi đã biết cô là loại gái gì rồi. Mẹ. Còn con nữa. Bây giờ con lại còn lăng nhăng với cả loại gái này nữa cơ à? Này bác, cháu nhẫn nhịn vì kính trọng bác, nhưng không có nghĩa là bác muốn xúc phạm cháu thế nào cũng được. Bác hãy hỏi anh Đức xem cháu vừa làm được những gì, rồi hãy nói cháu. Cô... Mẹ, chuyện có gì đâu, mẹ đừng làm mà mỹ lên. Con có biết là quê anh nó lo cho con như thế nào không? Nó còn đang tìm mọi cách để giúp con đấy. Trong khi con lại ở đây với con bé hư hỏng này. Thôi mà mẹ. Mẹ là mẹ lo cho con đấy. Mà này, chuyện công an thẩm vấn đến đâu rồi con? Mẹ chờ mãi ở phòng chú Chiến mà chú ấy cứ ép mẹ về trước. Chuyện không có gì nghiêm trọng đâu mẹ. Con vẫn biết mình phải làm gì. Em đi đây. Chuyện của chúng mình chưa dừng ở đây đâu anh yêu. Bye bye bác. Bác cứ từ từ bình tĩnh hỏi xem vì sao anh ấy lại không bỏ được cháu nhá. Còn... Gặp tôi thế này, ông không sợ Hòa Vô xử à? Ông còn nói những lời này là tôi đấm vỡ mặt ông đấy. Làm gì mà ông nóng thế? Ông phải thông cảm cho sếp của ông chứ. Miếng bánh mang đến mồm rồi mà còn bị giật mất. Ai chả tức. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi một phần của tôi. Những gì mà tôi đã giúp ông ấy. Ông mới chỉ gầy cái móng tay mà to mồm nhỉ. Gầy móng tay thôi à? Tình hình thế nào rồi? Xong rồi. Ông bảo hắn vào đi. Ông có làm gì để chúng nó nghi ngờ không đây? Yên tâm, nét như Sony. Việc của ông là sau khi thằng Khánh vào 1 đến 2 phút thì gọi điện cho thằng Đức để nó tránh mặt đi. Sao không để công an túm chúng nó cả cụm luôn? Ông ngu thế. Thằng đứng ngoài nhìn vào bao giờ cũng run hơn thằng trong cuộc. Làm đi, đừng hỏi nhiều. Tôi đi đây. Alo. Ông đến chưa? Rồi. Ở đâu? Ông đến đúng chỗ rồi đấy. Đừng nói gì nhiều. Hãy đưa tiền cho ông Trường, giám đốc Sở Công Thương Nam Giang. Đưa cho ông Trường? Vậy cậu đang ở đâu? Cậu là ai? Sao không trực tiếp gặp tôi? Cứ làm như lời tôi nói. Khi nào ông Trường xác nhận
đã nhận đủ số tiền thì tôi sẽ chuyển cho ông toàn bộ file gốc và clip cưỡng dâm của ông. Thế nhá. Chờ đã. Nói cho nó vuông, kể cả tôi chỉ gầy một cái bóng tay, nhưng nếu không có tôi, ông có bỏ tù được bọn thằng Trường, thằng Khánh không? Phần của ông vẫn đầy đủ, nhưng ông không nên nôn nóng. Hãy im lặng móc hết tiền của mình ở chỗ Hòa Bâu ra, rồi hãy tính tiếp. Ông nên nhớ là chúng ta đang cộng sinh. Ông biết một về tôi biết mười về ông, nên không cần phải hầm hè với nhau làm gì cho mệt. Mà tôi cũng nói lại cho rõ, chuyện ông hợp tác với tôi, ông được lợi hơn nhiều so với cái mà tôi đã thỏa thuận với ông. Mình sao thế? Ăn đi, nguội hết cả rồi. Tôi tức quá, không thể nào ăn được. Cái con danh ấy, nó dám lên mặt với tôi, lại còn hỗn xược. Mà hình như nó nắm được thóp thằng Đức nhà mình, cho nên thằng con nhà mình cấm dám mở mồm mở miệng nói nó câu nào. Hôm nay tôi đã quá căng thẳng rồi, mà chung quy cũng chỉ tại thằng con mình. Mình có thể yên tĩnh một lúc để tôi ăn ngon một bát cơm được không? Dễ, chỉ có một mình ông căng thẳng, còn tôi thì không đấy. Ông có biết tôi múi mặt ngồi lì ở phòng giám đốc công an chỉ để lo cho nó không? Mà chuyện này ấy, tôi sợ chưa dừng ở đây đâu. Tôi đang tính ngày mai đi Hà Nội đấy. Đi Hà Nội à? Mình định làm gì? Thôi, đừng có làm dối lên như thế nữa. Việc người của Trường Thành làm với thằng Đức nhà mình cũng chỉ vì một mục đích là được chọn làm nhà đầu tư của Thủy Điện Sa Khê, thế thôi. Sa Khê? Ông lúc nào cũng Sa Khê. Thế bây giờ chúng nó không chỉ muốn một cái Sa Khê mà 10 cái Sa Khê, thì ông tính như thế nào? Phải tìm được điểm yếu của bọn chúng chứ. Với lại tôi cũng muốn hỏi xem chuyện của thằng Đức, nếu có lộ ra ấy, thì có dính líu gì đến pháp luật không? Mua báo đi chú. Dạ vâng. Không phải là Đức Hòa mà là Trường Thành. Đức Hòa có rất nhiều lợi thế trong cuộc chọn thầu. Đúng là ngoài dự đoán của nhiều người. Alo, anh Đức à? Tôi là Nam, phóng viên báo Tinh Hoa đây. Anh vẫn còn một lời hẹn với tôi, anh nhớ chứ? Giờ cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? Nhưng tôi lưu ý trước, tôi chỉ nói về những chuyện từ khi tôi còn ở vị trí phụ trách trực tiếp mảng này. Tôi cũng chỉ mong có thế. Tôi xin bắt đầu bằng việc lý do Sa Khê vì sao bị loại, rồi lại được đưa trở lại quy hoạch cùng với 3 dự án thủy điện khác. Nếu cậu theo dõi lĩnh vực này thì cậu sẽ thấy đó là chuyện hết sức bình thường. Khi dự án chưa thuyết phục thì không được duyệt. Nhưng chưa duyệt không có nghĩa là nó dở. Nếu có thể điều chỉnh những bất cập mà nhà chuyên môn đề ra thì vẫn có thể đưa trở lại quy hoạch. Anh nói đúng. Vậy tôi có thể xin anh tài liệu của Thủy Điện Sa Khê trước và sau khi được duyệt không? Được, cậu chờ thôi. Tôi có thể đưa cho cậu để tham khảo, bởi vì việc này đã công khai rồi mà. Cảm ơn anh.
Tôi xin được hỏi thêm một câu. Tập đoàn Trường Thành được chọn có nằm ngoài dự đoán của anh không? Anh đánh giá thế nào về kết quả chọn thầu? Tôi xin lỗi. Về việc này, tôi không được phép phát ngôn. Bởi vì tôi không nằm trong thành phần lựa chọn nhà đầu tư. Nhưng tôi tin vào quyết định của hội đồng. Tôi đang có trong tay bản kiến nghị của một số nhà chuyên môn về việc xây dựng thủy điện Sa Khê sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Nhưng tôi cũng được biết, trong dự án của Trường Thành có khá nhiều điểm bất cập, từng được xem là lý do mà dự án này bị loại khỏi quy hoạch trước đó. Cái cậu nói là thông tin cũ. Hồ sơ hiện tại của Trường Thành đã được điều chỉnh rồi. Lên, lên, đặt lên đây. Nhẹ nhàng nhá, nhẹ nhàng thôi. Không được rụng cái lá nào đâu. Rồi, và thêm một tí nữa. Một tí nữa, một phần nữa. Rồi, rồi, đấy. Ui giời ơi, quá rồi, lùi lại. Nào, lùi lại, lùi lại. Thế, được rồi, nửa phần, giữ im thế. Cái này phải chính xác từng ly một. Để xem nào, đấy. Nào, dịch về bên này một tí, dịch về bên này một tí. Dịch vào một phần, đấy, đấy, thế, giữ im. Chuyện gì thế này? À, anh ạ. À, anh. Dạ, báo cáo anh. Chị nhà gọi cho em, bảo ông thầy phong thủy ở Hà Nội phán phải để một cây kim tiền ở trước bàn làm việc của anh thì nó mới phát ạ. Sáng nay em đã hoàn thành rồi. Anh xem được chưa ạ? Kiểu này à, thì tôi phải mời bà ấy đến đây làm luôn việc của tôi mới được. Của chồng công vợ là thế mà anh. Chị ấy cũng chỉ lo cho anh thôi mà. Thôi, cậu dẹp đi cho tôi nhờ. Dạ, anh ơi, thế dẹp ạ? Dẹp đi. Dẹp đi. À quên, cứ để. Nhân tiện, em cũng xin giới thiệu luôn ạ. Đây là cô Thủy ở Sa Khê ạ. Thế à? Cô ấy vào làm thay một cô mới nghỉ đẻ theo hợp đồng vụ việc. Chào chủ tịch ạ. Dạ, cô Thủy vào làm việc thay cái cô nghỉ đẻ theo đồng vụ việc ạ. À, vậy hả? Thôi các cô đi làm việc đi. Đi 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 đi. Anh ạ, cô Thủy sẽ chuyên trách phục vụ nước non cho chủ tịch và phó chủ tịch anh Vũ ạ. Em phân công người nhiệt tình, thạo việc và em đã huấn luyện dặn dò cô ấy kỹ lưỡng rồi ạ. Tháng này khởi công được chưa? Dạ, hơi khó anh ạ. Vì phải hoàn tất hồ sơ, sau đó chờ quyết định của tỉnh. Chưa kể phương án đền bù giải phóng mặt bằng có thể vấp phải sự phản đối của dân. Anh ạ, việc này cần phải có sự ủng hộ cao của lãnh đạo tỉnh. Em đang tìm cách lách rồi ạ. Rất có khả năng ông Chính còn có những đối thủ khác nặng ký hơn trong việc chạy đua về chức bí thư. Vì thế, để tránh rắc rối, chúng ta cần phải thúc đẩy việc này. Hãy dùng phương pháp ngọt ngào trước. Hãy đẩy bà Mai ngày càng lún sâu vào việc tham gia cổ đông ở Thủy Điện Chữ Ninh. Sau này là Sa Khê. Vâng. Nhớ nhiệm vụ chưa? Không phải ngẫu nhiên mà cô mới vào đã được sắp xếp vị trí công việc bao nhiêu người mơ ước đâu nhá. Các cô được tuyển một lượt với cô ấy, phải dọn dẹp nhà vệ sinh đấy. Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ làm đúng công việc anh giao ạ. Ý tôi là việc riêng tôi nhờ cô ấy, cô phải để ý rồi báo cáo lại cho tôi, rõ chưa? Vâng ạ, em chào anh. Nguyễn Văn Hoàng từng là đối thủ với Khắc Chính, thời gian trước đây chạy đua vào chức phó chủ tịch tỉnh. Thua cuộc đó, Hoàng chuyển sang sở xây dựng vài năm, sau đó quay lại Sơn Thanh. Vì lẽ đó, Hoàng có mối thâm thù với Khắc Chính. Tôi cũng đoán vậy, nhưng không hiểu lý do thế nào. Hoàng hay qua lại với Trần Lưu, phó chủ tịch tỉnh. Gần đây,
ông Lưu chuyển sang phụ trách các dự án xây dựng, nên thường phải về Sơn Thanh vì vụ lùm xùm ở khu đô thị. Hoàng chăm sóc Lưu rất kỹ, không phải chỉ vì công việc mà Lưu đang chủ trì giải quyết, mà muốn lôi kéo Lưu về phía mình. Còn mối quan hệ với ông Quang Thái? Dạ, việc này thì em cũng khó tìm hiểu, nhưng em biết chắc chắn một điều là Quang Thái quê ở Sơn Thanh, quen biết Hoàng cũng qua mối quan hệ đồng hương đồng khói. Ok. Cảm ơn chú. Dạ, em xin anh ạ. Dạ thưa anh, dân tình đang đồn ầm lên về việc đã chốt phương án nhân sự. Tuần tới, ông Quảng sẽ từ sinh về để làm thủ tục nghỉ. 99% ông Chính sẽ lên bí thư. Thế thì phải khuấy động một tí cho nó xôn chuyện. Áp lực của cuộc chạy đua về đích sẽ buộc ông Chính phải quyết định nhiều chuyện. Dạ thưa anh, phe tay Hoàng ở bên Sơn Thanh bắt đầu cựa quậy rồi. Anh cho ý kiến chỉ đạo. Vậy thì chú làm quân sư cho hắn đi. Mọi chuyện phải từ từ, giờ chưa phải là thời điểm để nốc áo. Em hiểu rồi, em sẽ triển khai ngay theo ý anh. Em xin phép. Alo. Anh định giở trò gì nữa hả? Sao vậy chị nóng nảy thế? Hãy hiểu cho tôi, tôi bị o ép từ nhiều phía. Tôi là người trực tiếp giao dịch công việc và gặp gỡ mọi người, nên rất dễ bị hiểu lầm. Chứ thực ra tôi cũng đã hết lòng với bà chị và Khắc Đức. Thôi, các anh không phải giả nhân giả nghĩa nữa. Cái các anh muốn thì đã có rồi. Từ nay hãy để con trai tôi yên. Chúng ta cần phải tin tưởng nhau. Tôi đã bàn với hội đồng quản trị tăng cổ phần cho bà ở thủy điện Chữ Ninh và Sa Khê. Chuyện này chỉ hội đồng quản trị tập đoàn, tôi và bà biết thôi, nên bà cứ yên tâm. Hôm nay tôi điện thoại cho bà cũng chỉ để nói chuyện này thôi. Thưa anh, tin đồn khắp nơi về việc... Tôi biết rồi. Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm mà xảy ra những chuyện ồn ào như thế này cũng chẳng hay ho gì. Tôi đang không hiểu, tin đồn này là tự nhiên hay là ý đồ của ai đó? Sáng nay đã có mấy ông lãnh đạo các sở, ủy ban huyện điện thoại cho em. Họ muốn xác nhận thông tin để lên chúc mừng anh. Thôi, chú phải dẹp chuyện này ngay. Em đã nói như ý anh, thế mà có người vẫn lên tận đây mang theo hoa, quà tặng. Họ kỳ vọng trở thành những người đầu tiên chúc mừng anh. Chú nói với mấy người đó về đi. À mà này, chú chuyển cho tôi tên mấy người đó. Vâng. Tôi muốn xem ai bày ra những cái trò này. Dạ, ý anh là... Mời chủ tịch dùng nước ạ. Cô cứ để đấy cho tôi. Dạ. Sáng nay, các anh ở Trung ương cũng đã gọi điện cho tôi. Có một số vấn đề cần phải xác minh thêm. Nên thời điểm này, im lặng là vàng. Nhưng không phải chỉ tôi nghĩ được điều đó. Việc tung tin đồn cũng không phải là ngẫu nhiên đâu. Tại sao ông Bình lại cần mình theo dõi phòng chủ tịch? Là tránh văn phòng, hẳn ông ấy phải biết rõ những ai ra vào, đăng ký gặp chủ tịch mới phải. Chào ông ạ. Chào cô. Chú cứ yên tâm, con bé tạp vụ mới của ông ấy có vẻ thèm tiền. Tôi sẽ bảo thư ký cho nó ít tiền để mình moi thêm thông tin. Được rồi, chú yên tâm, tin tưởng ở tôi mà.
ông chủ tịch có vẻ có nhiều kẻ thù, mà tình cờ lại có nhiều người muốn lợi dụng vị trí này của mình. Mời chị đọc bản cam kết tài trợ. Thú thật, tôi rất áy náy khi mà tập đoàn Đức Hòa không trúng vụ thủy điện Sa Khê anh ạ. Chuyện nào ra chuyện đó. Tài trợ cho trường chuyên của tỉnh vẫn là thiện ý của chúng tôi. Chuyện này tôi sẽ phải nói lại với chủ tịch để ông ấy còn hiểu tấm lòng của các anh. Về mặt thủ tục pháp lý, chị chuyển cho chúng tôi dự án nâng cấp trường, trong đó có danh mục thiết bị thí nghiệm cần đầu tư. Căn cứ vào đó, chúng tôi sẽ chuyển tiền theo các khoản đã được tính toán. Chờ xin phép chị. Anh ở lại uống nước đã, thong thả. Mà trước đây ông Phan thường liên hệ trực tiếp với tôi, nhưng dạo này không thấy đâu. Không rõ ông Phan còn làm việc ở Đức Hòa không ạ? Anh Phan chuyển sang làm bộ phận khác rồi chị ạ. Giờ tôi là người tiếp quản công việc đó. Có món quà ông Hòa chuyển cho tôi bữa trước, nay tôi muốn gửi lại. Nói thật, việc không xong, tôi áy náy lắm. Nhưng tôi liên hệ với ông Phan mãi không được. Chị không phải nghĩ đâu. Tập đoàn tôi có trước có sau. Không trúng Sa Khê cũng được, nhưng còn hy vọng hợp tác lâu dài. Chỉ cần chị hiểu chúng tôi và ủng hộ là được. Dĩ nhiên là tôi ủng hộ rồi. Anh ơi, 5 phút nữa họp đấy ạ. Các thành phần đã có mặt đầy đủ ạ? Được, tôi sang ngay đây. Dạ, còn một việc nữa. Có người bên tập đoàn Đức Hòa muốn xếp lịch hẹn gặp anh ạ. Đức Hòa. Cảm ơn anh nhé. Dạ vâng, chào chị. Này. Dạ. Bê lãng hoa này ra vườn đi. Trong nhà nhiều hoa, thơm quá. Đến chết ngạt thôi. Vâng ạ. Nhanh lên. À mà này. Dạ. Để ý xem còn cái thiệp nào sót ở trong lãng hoa không nhá. Dạ vâng. Ông đã về rồi ạ. Chuyện gì thế này? Em đi làm về thì người ta mang tới rồi, bảo chúc mừng anh. Phải dặn cô giúp việc chứ. Lành. Dạ. Tại sao tự ý lấy đồ của người ta? Dạ cháu đã điện cho bà. Bà bảo cứ để họ mang tới ạ. Thì người ta mang tới rồi, không lẽ em lại từ chối? Mình đúng là không còn gì để nói. Mà sao những việc nhạy cảm như thế này mãi mà mình không hiểu thế? Vâng, em thiếu tinh tế. Em không nhạy cảm. Mấy chục năm nay rồi, lúc nào cũng chả chê tôi như thế. Ui giời. Cháu chào hai bác ạ. Cô dám tới tận đây à? Thôi mình, đã tới đây rồi, mời cô ta vào nhà đi. Mời cô. Vâng ạ. Cháu nghe nói bác lên tận Hà Nội để tìm cô ta, vì nghĩ cô ta có thể giúp được anh Đức. Thế nên cháu tới tận đây để cho bác hiểu. Cháu là người đã và đang giúp anh Đức, và chỉ có cháu mới giúp anh ấy thoát khỏi thế kẹt này thôi.